Hôm nay thì em Huy về được một thùng hàng anh chị ạ. Cái thùng này thì nhiều anh chị đã đặt em Huy từ lâu rồi. Em Huy hôm nay mới về được anh chị nhá. Và cũng nhân dịp là một số mã hết hàng, em lại về thêm cho quý anh chị. Bùng, đây, thùng hàng đấy ở ngay đây rồi anh chị nhá. Trên tay em đây là những cái mẫu máy mà anh chị cũng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đúng không ạ? Như là đây, mẫu máy Pixel nhá. Mẫu này là Pixel 5A 5G anh chị ạ. Mẫu Pixel 5A 5G thì tổng quan ấy em về cũng được khoảng là 20 chiếc thì em cũng lọc ra được khoảng 10 chiếc để mang đến tay quý anh chị nhá. Còn lại mà em nào mà không đạt chuẩn ấy thì trả lại nhà sản xuất thôi. Con này là con Pixel 5A 5G anh chị ạ. Tổng quan máy ấy thì lô này cũng ở mức là hình thức gọi là zin nhưng mà cũng ở mức là cũ đẹp anh chị nhá. Chức năng thì ngon lành, trơn tru mượt mà rồi. Cấu hình máy thì dòng này cũng khá là ngon. Đấy, thì xíu em sẽ mở ra em test chi tiết cho quý anh chị nhưng mà tổng quan ngoại hình ấy thì cũng không có cấn mót gì đâu. Nhưng mà viền thì nói chung là một số cái chỗ chân sạc các thứ thì nó cũng có hơi tróc sơn một xíu xíu anh chị nhá. Thì có một màu thôi, đó là màu xanh quân đội như thế này cho quý anh chị lựa chọn. Máy thì em sẽ chọn kỹ cho quý anh chị luôn và con nào đẹp em mới giao lên tay quý anh chị nha. Giá cả cực kỳ hợp lý. Đặc biệt đấy, em nhớ không nhầm ấy, em này có một cái viên pin khá là trâu nha. Pin em này có dung lượng lên đến là 4600 mAh và không điêu khi mà nói là anh chị nếu mà dùng 2 ngày vẫn có thể dùng được bình thường nhé. Tại vì dòng Pixel ấy, họ thiết kế dòng Pixel thiết kế pin rất là ổn ạ. Pin rất là ổn áp, nhất là cái dòng Pixel 5A 5G này nhá. Và dòng 5A 5G thì thường là giá sẽ nhịn hơn 5A một chút. Nhưng mà em Huy vẫn để cho quý anh chị với mức giá bình thường nhất có thể luôn. Anh chị thích một con máy màn vừa vừa, bền lành, thương hiệu Pixel có thể chọn em này nhá. Giá chỉ là 3.950.000 đồng thôi. Là đã có ngay một em Pixel 5A 5G. Màn hình thì đẹp nét luôn nhá, không ồ ám, không phân màu một chút nào cả. Cực kỳ đẹp và nét nhá. Giá cả lại hợp lý. Máy móc thì mượt mà. Pixel thì con này sẽ có RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 765, có hỗ trợ 5G. Camera của máy cũng thuộc hàng là top và là hàng sắc nét nha. Với cam sau này, khả năng chụp ảnh có cảm biến camera góc siêu rộng nữa. Đấy, góc X1 này, zoom, các thứ đều ok nhá. Cam trước cũng ở mức là đẹp và sắc nét. Giá cả êm nhá, em này bây giờ thì giá cũng khá là êm rồi. Chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có 3.950.000 đồng thôi. Là đã có ngay một em Pixel 5A 5G anh chị ạ. Ngoài ra thì bên em còn về thêm cả Pixel 6 anh chị nha. Pixel 6 thì em cũng có hàng này. Hàng thì ngon lành nhá, máy móc, màn mụn thì đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì. Bên em vẫn test kỹ cho quý anh chị, lọc với tỷ lệ cực kỳ tốt. Pixel 6 sẽ có cấu hình ấy là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip Google Tensor cực kỳ mượt mà, cụm cam sau với cam chính là 50MP. Có đầy đủ cảm biến góc rộng, góc siêu rộng cho quý anh chị luôn. Máy ấy sẽ có một cái màn hình rộng là 6:2, cũng ở mức rất là đẹp và sắc nét. Đấy chưa, màn hình thì sáng, đẹp, không ồ ám, không phân màu gì nhá. Em ấy sẽ chọn những cái máy kỹ càng nhất cho quý anh chị để trải nghiệm những sản phẩm đến từ thương hiệu Pixel một cách nó mượt mà và ngon lành nhất đấy chị nha. Camera thì không có gì để bàn rồi. Cam sau cam chính là 50 chấm, cảm biến tele ấy là 48 chấm nhá. Đấy, và có camera góc zoom này, camera góc siêu rộng 0.7 cũng có này. Cam trước cũng đẹp và sắc nét. Dòng Pixel thì loa nghe rất là to nhá và bass rất là mạnh luôn, mạnh mẽ, mượt mà, mịn màng. Màn hình 90Hz cũng rất là trơn tru. Giá em này thì rơi vào khoảng là tầm 5 củ khoai. Là đã có ngay một em Pixel 6 để dùng anh chị nhé, bản quốc tế. Và đây là đều là bản quốc tế, 2 sim, 2 sóng hết anh chị nha. Dòng Sony thì hôm nay em cũng về rồi. Tình trạng máy ấy thì cũng khá là hợp lý mà giá cả cực kỳ là êm du luôn. Trên tay em đây là Sony Xperia X5 Mark 3. Con này thì cấu hình ngon, nhiều anh chị cũng biết rồi. Máy ấy thì lúc về anh chị sẽ hiện lên là nó sẽ hiện anh tiếng Nhật như thế này nhá. Thì anh chị, đấy là cái màn hình khởi động của máy. Thì anh chị chỉ cần cài một lần duy nhất thôi. Đấy, lần sau được tắt nguồn bật lại vẫn là không phải cài nữa. Chọn tiếng Việt này, tại vì đặt lại cái đàn gốc nó sẽ hỏi nhá. Bỏ qua đi. Đấy, chức năng thiết lập mà không có mạng này. Tiếp tục. Anh chị cứ bấm cho em một chút nhá là lên. Nói một chút về con máy Sony Xperia X5 Mark 3 này ấy thì cầm rất là vừa tay đúng không ạ? Cầm rất là vừa vặn tay và anh chị cầm vào tay thì sẽ rất là sang trọng và đẹp anh chị nhá. Thiết kế thì chung chung rồi. Và con này sẽ có cấu hình của máy sẽ có là gì ạ? RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ sẽ là 128GB và chạy con chip là Qualcomm Snapdragon 888. Nói chung là cấu hình thì ngon lành, máy móc thì mượt mà và mọi thứ thì hoạt động trơn tru và chuẩn chị nhá. Đây, về màn hình chính luôn cho quý anh chị. Em này thì sẽ có là camera của máy với camera chính có độ phân giải là 12 megapixel. Nói chung là cụm 3 camera này đầy đủ cảm biến góc rộng, góc siêu rộng, camera tele cũng đều rất là ngon lành và mượt mà hết anh chị nhá. Nói chung là cam của dòng Sony thì chắc là cũng ít ai có thể chê được đúng không ạ? Bật thử camera cho anh chị xem luôn nha. Đây là trình nhiếp ảnh Photo Pro trên sản phẩm Sony Xperia X5 Mark 3. Nói chung là khả năng thì chụp ảnh thì ngon rồi. Camera phía sau này, đầy đủ cảm biến góc siêu rộng. Đấy, siêu rộng này, X1 này, zoom này.
chung là cảm biến ngon lành nhá, máy móc mượt mà, cụm cam nhìn cái chất lượng ống kính đã thấy luôn là mê đúng không ạ? Và giá cả êm nhá. Em này thì với những em hình thức đẹp như thế này lên đến là khoảng trên 99% thì sẽ rơi vào mức giá là bao nhiêu ạ? Là 5,3 triệu. Đấy, giá đã hạ nhiệt rồi anh chị ạ. Còn những một vài em, nói chung là như em này này, cái chân 3.5mm ấy, nó hơi gọi là hơi cấn cấn một chút. Đấy, hơi gọi là hơi có dấu hiệu dùng quá nhiều một chút. Thì em để cho quý anh chị với mức giá là 4,9 triệu thôi. À, có một em ấy nhé, một em bị như thế là 4,9 triệu thôi. Ngoài ra bên em còn, ngoài màu xanh rêu ra thì bên em còn có màu vàng hồng cánh sen nữa cho quý anh chị lựa chọn nha. Khung viền cũng cực kỳ đẹp này, máy móc mịn màng mượt mà luôn ạ. Dòng dòng Sony thì kháng nước, kháng bụi cực kỳ ngon lành rồi, bền lành, siêu đẹp. Đấy, và chức năng ngon, màn hình 6:1 120Hz. Nói chung là anh chị lấy màu nào cũng ok nha. Hôm nay thì khách hàng đặt bên em lại mới nhập về thêm được chục cây cho quý anh chị gọi là thoải mái trải nghiệm mà sử dụng dòng Sony Xperia X5 Mark 3 này. Và em bán dòng này ra thì cũng rất là bền lành. Chưa hết, hôm nay thì em lại lên cho quý anh chị thêm cái dòng là iPhone anh chị nhá. iPhone đây là iPhone SE 2020. Trên tay em đây là SE 2020 anh chị ạ. Hình thức máy thì anh chị có thể thấy rồi. Màu sắc thì sẽ có là màu trắng, màu đỏ và cả màu đen cho quý anh chị thoải mái lựa chọn về màu sắc nha. Còn đa phần em có là bộ nhớ 128GB, xong thì cũng có những em bộ nhớ 64GB cũng có anh chị nhá. Còn 256GB thì khách mua hết rồi. Tiếp tục này, lên cho quý anh chị xem một chút về ngoại hình máy nha. Đầu tiên phải nói là đây em có là có 3 em. Ngoại hình em Huy lựa chọn kỹ trong cái lô vừa rồi thì nó ở mức là đẹp keng anh chị ạ, gần như là ngoại hình không khác gì một em máy mới. Nói qua một chút thì khung viền cạnh trên này cực kỳ đẹp nhá. Cạnh bên thì cũng ở mức siêu đẹp luôn, được chưa? Cạnh dưới này rất đẹp ạ. Đây là một chút cái keo tem bảo hành thôi nhá, lau là sạch tinh, được chưa? Và rất là đẹp luôn. Em ba em này phải nói là rất là chịn chu, ngoại hình thì đẹp, dường như là cũng có rất là ít những cái tì vết hoặc là có thể nói được là không tì vết được. Có 3 phiên bản ấy là 64 và 128GB nha. Như em đẹp keng 64GB này này thì bên em về ấy cũng cẩn thận thay cho quý anh chị một viên pin tốt nhất, mới nhất và chuẩn dung lượng là 100% pin cho quý anh chị thoải mái sử dụng nha. Nói chung là về không khác gì một con máy mới cả. Pin này, tình trạng pin ạ, 94%. Em này thì pin còn 94%. Đấy, nhưng mà đã thay pin rồi anh chị nhá, pin còn 94%. Đấy thì đây là phiên bản đến từ thị trường Hàn Quốc, sẽ có 2 SIM 2 sóng, bộ nhớ 64GB này. Như em này máy đẹp leng keng như này là 3,1 triệu nha, SE 2020, được chưa? Ngoài ra ấy thì đây cũng có một em nữa, cũng là SE 2020 này. 64GB, máy thì cũng 2 SIM 2 sóng chuẩn chỉ luôn. Màn hình thì nét đẹp nhá, máy móc thì cam kết zin 100%, chỉ thay pin mới thôi. Thì pin em này thì đã báo là 100% pin. Dung lượng thì đều là có thể cài đặt được anh chị nhá. Và con này thì đã thay pin chuẩn chỉ rồi, mới 100% cho quý anh chị luôn. Ngoại hình thì đẹp lên keng spec, em này cũng 3,1 triệu này, bản 64GB nhá, iPhone SE 2020. Ngoài ra thì đây có phiên bản 128GB, máy đẹp keng cũng là 3,3 triệu đồng. Chiếc này thì lưng cũng cực kỳ đẹp này, được chưa? Màn hình nói chung là tất cả các linh kiện đều zin hết nhá. Và anh chị cần thì em tháo ra kiểm tra cho quý anh chị luôn. Đấy, con này chỉ thay mỗi pin thôi, tại vì pin về thì nó cũng qua vài năm rồi thì cần thay pin mới để có một cái dung lượng tốt nhất, mang đến tay anh chị quý anh chị sử dụng một cách mượt mà và ngon lành nhất. Tất nhiên đấy thì iPhone SE camera hiện tại vẫn khá là ngon. Cam sau vẫn chụp ảnh đẹp và sắc nét nhé, cam trước vẫn là ngon lành. Và em Huy đã có một thời gian khá là dài dùng con máy này rồi, từ năm 2020, 2021, 2022 đều dùng máy này nhé, cái hồi Covid ấy ạ. Tại vì vân tay cực kỳ tiện luôn, nhiều anh chị shipper đầu ấy ạ, con này cấu hình là ngang iPhone 11 Pro Max anh chị nhé. Và nhiều anh chị mà muốn dùng một con máy môi trường làm việc chị dùng vân tay mà không khuôn mặt được thì có thể dùng con này, quá là ổn nha. Pin cũng ok, cấu hình lại khá là ngon, mượt mà nữa. Con này em tin là dùng 3-4 năm nữa vẫn cứ là mượt. Bộ nhớ 128GB này, em này là 3,3 triệu thôi. Còn nếu như ấy mà anh chị yêu cầu không quá cao nhá, không quá cao, vẫn cao nhưng không quá cao, thì em cũng có những em máy gọi là zin rất đẹp như thế này luôn. Nhưng mà ngoại hình ấy thì nó bớt đẹp hơn một chút thôi, như là có đôi tí gọi là lấm tấm li ti lấm chấm bé bé ở bên viền thôi chẳng hạn. Thì giá những em này hoặc là phậy nhẹ nhẹ nhá sẽ rẻ hơn. Như em này là 3,2 triệu một em. Đấy, cũng là có pin mới 100% rồi, vẫn là zin rất đẹp cho quý anh chị nhá. Đấy, chức năng ngon. Sắp tới thì nhà em còn về thêm đó là iPhone 11 Pro này, 11 Pro Max, 12 Pro Max cho quý anh chị luôn. Và cam kết là zin rất đẹp cho quý anh chị luôn nhá. Em này thì cũng thay pin mới 100% cho thoải mái rồi đúng không ạ? Máy móc thì zin đẹp, dòng này thì cũng đã có thu tông, thu tụng các thứ đô. Ngoài ra thì pin thay thì cũng phải sàng cụ cáp. Nói chung là dòng này là dòng đời cao rồi, như iPhone 11 Pro Max rồi anh chị nhá. Cam trước cũng rất là đẹp này, máy móc mượt mà, nói chung là vuốt đến đâu đi đến đấy nhá. Đây là phiên bản bộ nhớ 128, ba em này đồng giá là
3,2 triệu, bản 128 pin mới 100% ghi, 100%. Và đây là một em cũng khá là đặc biệt, đến từ khách hàng của shop em. Khách hàng bảo là về bán hộ anh, ok nhá. Con này pin trừ cực kỳ tốt, anh chị lấy con này về ấy, có thể là dùng quay chụp choẹt các thứ thoải mái luôn nhá. Và pin trừ khá là ngon, em Huy để mấy ngày trừ rồi nhưng mà vẫn còn pin này, còn một nửa pin này. Về lắp sim là dùng thôi. Dòng này là tên là dòng Sharp anh chị ạ. Dòng này có tên là Sharp SH01G và đến từ nhà mạng Docomo. Nói chung là máy móc thì về anh chị chỉ việc là lắp sim là dùng thôi. Máy thì đang chạy Android rồi, có hỗ trợ đa nhiệm nhá. Ngoài ra anh chị có thể là bật máy ảnh chụp ảnh được này, có khả năng trình duyệt được này. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể là bật nhanh nút đa nhiệm vào đây. Nói chung là con này cũng là một con máy khá là thú vị. Trên mạng ấy thì người ta đang bán con này với mức giá là bao nhiêu? À, anh chị bấm nút này một cái nhá, là bật ra này. Đấy. Anh chị có thể mua trên mạng với mức giá là tầm 1,2 triệu, 1,5 triệu đến 2 triệu. Nhưng mà bên shop di động Minh Huy thì em để quý anh chị con này là 888.000. Ngoài ra máy còn khả năng chống nước chống bụi nhá. Tháo đây ra một cái này là anh chị có thể là thoải mái lắp cái thẻ SIM vào đây, lắp cái thẻ SD vào đây cho một con máy nó hoàn thiện nhất, đúng không ạ? Chức năng thì ngon, đấy, mọi thứ thì hoạt động trơn tru mượt mà cả nhá. Có khả năng chống nước chống bụi luôn. Ngoài ra thì theo máy sẽ có một cái bộ sạc. Đây, một cái bộ sạc của hãng Sharp luôn nhá. Đấy, AU này, nhà mạng AU. Được chưa? Vào cắm sạc là dùng thôi đúng không ạ? Nhìn rất là mượt mà, trơn tru mịn màng, giá cả là êm. Phía ngoài này còn có một cái đồng hồ mini nhá. Tắt nguồn mất rồi thì nó không hiện đồng hồ nữa. Nhưng mà đây có một cái đồng hồ mini ở đây này, khá là chịn chu nhá. Nếu mà anh chị đi mua mà 1,5 triệu cũng là mức giá khá là xứng đáng cho em máy như này. Nhưng mà em bán là 888.000 đồng thôi, bán hộ khách hàng nhá. Quay lại một chút với những mẫu máy thương mại bên shop di động Minh Huy đi. Em Huy sẽ đi những cái dòng máy từ trên xuống dưới, từ cao lên thấp cho quý anh chị luôn. Đầu tiên là cao trước này, con này thì sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp và sắc nét rồi. Nhiều anh chị biết máy này là máy gì đúng không ạ? S22 Ultra, con này là máy bạn Hàn nha. Máy bạn Hàn thì em cũng được xách tay trực tiếp từ Hàn về, khá là may mắn nha. Cung viền các cạnh thì em thấy là cũng ở mức là cũ đẹp nhá, có phẩy phẩy một xíu viền thôi, gọi là xước phẩy một xíu, các cạnh thì khá là ok. Kính màn hình khá là đẹp, màn hình ấy thì đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Con này sẽ có là RAM 12 nhá, đặc biệt là RAM 12. Bộ nhớ là bao nhiêu? Bộ nhớ là 256GB. Chạy con chip là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, là phiên bản chính hãng thị trường Hàn Quốc. Do thì nhập khẩu về đường bay nên là quá trình bay rơi mất cái bút rồi. Nên là sẽ có là RAM 12 bộ nhớ 256 này, máy móc mượt mà trơn tru, cụm cam sáng đẹp, cam sau cam chính 108MP nhá. Mọi thứ thì hoạt động mượt mà, cả cam trước đẹp này. Đấy. Góc rộng, góc siêu rộng đầy đủ nha. Cam sau cũng đẹp và sắc nét luôn. Thì bình thường nếu mà bạn Việt Nam thì sẽ bán tầm khoảng 12,8 triệu đến 13 triệu, còn bạn Hàn sẽ tầm 12 triệu nhá. Nhưng mà hôm nay, qua video hôm nay, em Huy xin phép là để cho quý anh chị một con máy tri ân với mức giá là 10,990,000 đồng. Vẫn tặng ốp lưng dán màn, sạc cáp cho quý anh chị cho ok nhá. Máy Zenith 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc. Em Huy cũng nhận là order máy từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn đấy chị nha. Anh chị cần đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp là 0933 600 386 giúp em Huy. Tiếp tục thì từ cao xuống thấp nhá. Cao xuống thấp, cao thì còn con gì cao nữa nhỉ? Máy cao thì em Huy cũng gần hết rồi anh chị ạ. Em là đi từ thấp lên cao nha. Trên tay em đây là một em sản phẩm đến từ thương hiệu LG, LG V60 ThinQ nha. Thì mình có thể xem qua một chút về cái ngoại hình máy. Em đang có hai em thì hôm nay lại về được thêm. Nói chung là hàng này về lúc nào là hết lúc đấy thôi, nên là anh chị nhanh tay đặt hàng nhá. Nói chung là ngoại hình máy ấy, em hơi đánh giá hai em này ở mức là cũ đẹp. Một em giá là 3880, một em là 3680. Thì em 3880 nó đẹp hơn một chút anh chị ạ. Lưng thì cũng ở mức là đẹp nhá, không có cấn móp gì cả, chỉ có đôi tí xước nhẹ nhẹ thời gian thôi. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới với cái em 3880 ấy thì nó dường như là không có cấn móp gì, ngoại hình nó ở mức là đều đẹp hơn thì giá nó nhịn hơn một chút nhá. Khung viền các cạnh này được diamond cắt rất là cẩn thận nhá. Đây có phẩy một xíu xíu thôi. Màn hình của máy rộng 6:8 cũng rất là đẹp và sắc nét, chức năng ngon lành. Đặc biệt nhá, dòng này loa nghe nhạc cực kỳ hay, to rõ ràng, bass treble ok luôn. Con này có dung lượng RAM là 8, bộ nhớ là 128GB. Con chip Qualcomm Snapdragon 865 cũng mượt mà và trơn tru lắm. Viên pin 5000mAh giúp quý anh chị dùng một ngày khá là thoải mái. Cam trước nói chung là cũng ở mức là đẹp và sắc nét nha. Cam sau cũng ngon lành. Có đầy đủ góc rộng, góc siêu rộng, cảm biến TOF 3D. Nói chung là cái dòng này thì chắc là cũng không ai chê được đúng không ạ? Về cái mức giá thành hiện tại và trên cái chất lượng cấu hình, tầm tiền thì quá là ok rồi. Em này là 3,880 triệu nhá. Ngoài ra ấy, còn có một em này nữa này, thì viền nó kém sắc hơn một chút thì em bán mức giá rẻ hơn. Đó là bao nhiêu ạ? 3,680,000 đồng. Cấu hình khỏe, pin trâu nhá. Ngoại hình thì cũng ở mức ok la luôn. Đặc biệt là màn mụn đẹp. Đây là LG V60 368MK.
Phân khúc này thì em lên cho quý anh chị một sản phẩm nữa, cũng là người mẫu luôn ạ. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Sharp nhá. Con này là máy mới nhá, máy mới thì có đầy đủ hộp cho quý anh chị luôn. Máy mới full box nhá, máy mới 100%. Con này là con Sharp R5G. Cấu hình máy sẽ có RAM 12, bộ nhớ 256GB, con chip Qualcomm 865 này. Viên pin của máy là 3900mAh. Ngoài ra thì máy sẽ chạy con chip Qualcomm Snap 865 anh chị nhé. Và em này là máy mới, gọi là máy mới 100% anh chị ạ. Còn nguyên hộp luôn nhá. Và bóc hộp ra luôn, nói chung là đầy đủ tem mác, tang tụng các thứ đồ. Nét nền nẹt luôn nhá, cam sau góc siêu rộng có này, X1 có, zoom cũng ok nhá. Cam trước cũng ở mức là đẹp và sắc nét, nói chung là nhìn khúc nào là khúc đấy luôn. Rất đẹp ạ. Và con này sẽ có là con RAM 12, bộ nhớ 256 thì dùng thoải mái rồi. Máy mới 100% nhá. Giá để quý anh chị là 3.9 triệu. Lên cho quý anh chị một em LG V50S nha, V50S Thin Quy, con này giá là 2.5 triệu anh chị ạ. Về cơ bản ấy, máy sẽ có một cái màn hình là đẹp, không màu ám, không phân màu gì nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Chức năng ngon, khung viền vọ các cạnh thì em thấy là có cấn nhẹ nhẹ thôi. Và lưng cũng có xước lông mèo nhẹ nhá. Chức năng thì ngon lành mượt mà. Con này sẽ có là RAM là 8GB, bộ nhớ là 256GB. Chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 855 nhá. Quên tra mật khẩu màn hình rồi, xíu nữa em sẽ phá cái mật khẩu này ra. Đấy, để quý anh chị mức giá là 2.5 triệu thôi. LG V50S nhá, cấu hình ngon, giá rẻ. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể tham khảo LG V40 này. Hiện tại bên shop em V40 còn vài cây, em để quý anh chị mức giá là 2 triệu tròn một cây nhá, 2 triệu tròn thôi. Con này sẽ có RAM 6, bộ nhớ 64. Về cơ bản V40 sẽ có một con chip Qualcomm Snap 845 ngon lành luôn. Màn hình em này là màn hình rộng 6:4, độ phân giải màn hình 2K. Nói chung là cũng ở mức là đẹp nhá. Khung viền thì cũng rất là đẹp và sắc nét luôn. Máy trần nhá, thanh lý máy trần cho quý anh chị là 2 triệu cho bạn một SIM, còn bạn hai SIM là 2 triệu 2 nhá. Khách nào mà nhiệt tình thì em tặng thêm cái bộ sạc cáp cho khách hàng, gọi là mướt mượt mượt luôn đúng không ạ? Camera trước cam sau đều đẹp này, chức năng ngon nhá, cam trước đầy đủ góc rộng, góc siêu rộng luôn. Cam sau cũng đầy đủ góc rộng, góc siêu rộng nhá, cảm biến tele, nói chung là cam cũng ngon lành. Đặt hàng thì anh chị biết rồi, liên hệ trực tiếp là 0933 600386 giúp em. LG thì em còn cái mẫu LG Win này nữa này. Mẫu này thì bạn một SIM là 4.3 triệu, bạn hai SIM là 4.4 triệu nhá. Hai SIM lên hai SIM giờ dễ lắm anh chị ạ, thêm 100.000 là có hai SIM thôi. Nói chút là LG Win con này sẽ có RAM 8, bộ nhớ 128, con chip Qualcomm Snapdragon 765, có hỗ trợ 5G. Nói chung là máy sẽ có một cái màn hình là màn hình rộng 6:8 nhá, cực kỳ đẹp và sắc nét. Độ phân giải màn hình cũng khá là cao, anh chị thoải mái dùng và trải nghiệm. Thứ hai nữa ấy, là máy sẽ có là cái màn hình phụ bên dưới này. Công nghệ màn hình chính là PoLED, màn hình dưới công nghệ tấm nền là GOLED 3:9 nha. Mua một mà được hai là có thật anh chị ạ, mà giá nó cũng như một thôi. Như em này thì bây giờ bên shop em đang để cho quý anh chị với mức giá với một em máy cũ và ngoại hình ở mức là phẩy đẹp sẽ có mức giá là như sau. Em này để cho quý anh chị với mức giá chắc là rất là êm rồi đúng không ạ? Là 4.4 triệu nhá. 4.4 triệu cho phiên bản là hai SIM 2 sóng anh chị nhá. Con này lên sẵn hai SIM vật lý rồi. Về cắm SIM vào là dùng luôn nhá. 4.4 triệu là có một em rồi. Nói chung là dòng LG Win thì camera thì nó cũng thiên về chụp ảnh rồi. Anh chị thấy cái bù ba cảm biến camera đã là chất chơi chưa ạ? Và rất là chất nhá. Thiên về chụp ảnh rồi, quay video các thứ ngon lành. Nếu mà anh chị muốn dùng độc đáo ấy thì đúng là anh chị đi cả xã cũng không ai mà chung hàng với anh chị. Camera 0.5 siêu rộng cũng đẹp này. X1 zoom này. Cam trước cũng ở mức là đẹp và sắc nét nhá. Giá cả thì êm thiên thít luôn. Em này sẽ để quý anh chị với mức giá bên shop em bây giờ là 4.3 triệu. Bạn một SIM, bạn hai SIM thì cao hơn một chút là 4.4 triệu anh chị nhá. Phân khúc 4 triệu thì anh chị cũng có thể chọn iPhone XS đi, cho nó mát mẻ anh chị nhá. iPhone XS đang có mức giá cực tốt tại shop Di động Minh Huy anh chị nhá. Và đây là iPhone XS anh chị ạ. Samsung thì nhà em đang có mẫu Samsung Galaxy S21 5G anh chị ạ. S21 5G thì cũng được anh chị ủng hộ rất là nhiều, nên là cũng gần hết rồi anh chị nhá. S21 5G nhà em đang có là sản phẩm đến từ thị trường Hàn Quốc cũng có, thị trường Mỹ cũng có luôn. Cho quý anh chị thì anh chị thích bản nào thì mình mua bản đấy anh chị nhá. Có màu sắc khá là đầy đủ đấy ạ. Màu trắng này, màu hồng và màu tím là quý anh chị lựa chọn. Như ở đây là phiên bản Hàn Quốc đợt này thì cũng thuộc dạng là ngon, bộ rẻ, lành bền khi có cấu hình là RAM 8, bộ nhớ tận 256GB. S21 5G thì em Huy dùng cũng một thời gian khá là dài rồi. Và anh chị mà theo dõi video em Huy thì sẽ thấy là rất nhiều video em Huy quay bởi Samsung Galaxy S21 5G nhá. Tổng quan những bạn ấy mà lưng đẹp như này này, nhưng mà viền có phẩy một xíu thôi thì giá là 4.990.000 nha. Màn hình ấy thì đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho quý anh chị là gì ạ? Ốp lưng, dán màn, sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W, hỗ trợ anh chị miễn phí ship toàn quốc. Nói một chút về cụm cam con này, máy thì nhỏ gọn thôi, màn 6:2, cầm vừa vặn tay, nhưng mà cam vẫn cực kỳ đẹp và sắc nét. Anh chị có thể là chụp góc siêu rộng, nếu mà anh chị cần chụp rộng vẫn có nha. Chụp X1 thì vẫn có camera X1 ngon lành. Đấy, nhưng mà sao hơi mờ nhỉ?
hơi mờ này là do cái phần thấu kính này này, nó bị mồ hôi nhé. Em lau qua cái cho nó sạch sẽ, sạch bong, sáng bóng thì đúng là chụp ảnh là nét này nẹt ngay, đúng không ạ? S21 mà, chụp ảnh cực kỳ mê luôn, cam sao cam tele chính 64 chấm. Đấy, còn có khả năng định vị này, dò tìm số cũng như hình ảnh, nói chung là công nghệ AI đã được tác dụng lên những con máy này. Zoom anh đến là 3x nhá, ngon lành luôn. Cam trước cũng ở mức là đẹp và sắc nét, giá cả êm. Như em này thì đã quý anh chị với mức giá bây giờ là 4.990.000 thôi. Em cam kết là cùng với một con máy zin như thế này, màn hình trong veo như thế này, phụ kiện tặng như em Huy sẽ là rẻ nhất thị trường. Nói thế nó vương luôn, cho thoải mái được chưa ạ? Tinh thần thoải mái nhá. Đấy, còn ở đâu mà thấy bán rẻ hơn mà cùng chất lượng và cùng phụ kiện như em xin phép là trả lại tiền cho quý anh chị cho thoải mái. Đây là con S21 5G này, con này cũng cam kết với quý anh chị luôn là giá quá là êm, cũng 4.990.000 nhá. Lưng thì siêu đẹp bóng đúng không ạ? Màn hình thì trong vẹo vèo vèo luôn, chức năng ngon. Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh thì nó cũng có phẩy nhẹ một chút nhá. Đây thì thiếu cái sim tiếm lắp vào cho quý anh chị nhá. Còn con này thì gọi là zin phẩy nhẹ một chút viền, giá là 4.990.000. Em này cũng là một em S21 5G này, RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Con này là máy số 3 nhá, giá là 5.300.000. Lưng cực kỳ đẹp luôn ạ. Khung viền thì cũng ở mức gọi là cũ đẹp, thế này cũng rất là đẹp rồi đúng không ạ? Và phải nói là giá nó nhịn một xíu là 5.300.000 thôi. Hiện tại thì mẫu này em tin nhiều nhà vẫn bán tầm 5-6, nhưng mà phụ kiện tặng không đẹp bằng em. Em bán 5-3 cho quý anh chị hài lòng, được chưa ạ? Màn bụng thì đẹp nhé, cực kỳ sắc nét, màn 6:2 luôn, siêu nét siêu đẹp ạ. Chức năng ngon lành, cấu hình RAM 8 bộ nhớ 256 mượt mà luôn. Giá cả rất êm, 5.300.000, đã xử em nó. Thấp hơn một chút mình có sản phẩm là S20 FE, con này giá là 3.999.000 đồng thôi. Đã có một em S20 FE zin đét rồi, máy móc lưng cực kỳ đẹp này, khung viền cạnh bên, cạnh dưới, cạnh trên khá là đẹp nhá. Góc bên này thì có cấn một chút viền như hình ạ. Màn hình thì sáng, đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Đấy, rất là ok nhá, ổn áp luôn ạ. Chức năng ngon, cấu hình máy RAM 6x128 thì trơn tru mượt mà rồi. Camera của máy này 0.5x1, zoom lên đấy là 3x nha. Cam trước cũng ở mức là đẹp và sắc nét. Nói chung là máy cam, máy móc thì ngon, giá hợp lý. Chiếc 865, màn hình 120Hz mà giá có 3.990.000 đồng thôi. Cái này thì chắc là nhiều anh chị không mua về, không mua V60 nữa, nhưng mà mua con này đúng không ạ? Nhưng mà thôi cũng được, lấy con nào cũng ok nhá. Cấu hình ngon, máy móc mượt mà này, tặng đủ phụ kiện cho quý anh chị luôn. Đấy, máy móc ok nhá. Tiếp tục thì sẽ lên cho quý anh chị mẫu S21 Plus. Thì đây sẽ có S21 Plus anh chị này. Máy móc thì chuẩn chỉ ngon lành, đấy, RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888. 21 Plus Note con này là hết sạch anh chị ạ, nhà hết sạch hàng rồi, không còn hàng nữa. Đấy, và giá là 6.500.000 anh chị nhá. Tên máy là S21 Plus 5G, RAM 8, bộ nhớ 128. Và máy 2 SIM 2 sóng nha. Màn hình ấy là đẹp, không ồ ám, không phân màu gì anh chị nhá. Chức năng ngon này, màn hình thì đẹp, không ồ ám gì. Màn rộng 6.7 inch, tần số quét màn hình là 120Hz. Nói chung là máy móc mượt mà trơn tru, giá cả thì cực kỳ hợp lý cho quý anh chị luôn nhá. Đây là S21 Plus 5G, giá êm 6.500.000 thôi, máy bản Mỹ nha. 2 SIM 2 sóng, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Màn hình thì nét nẹt nhá, trong veo. Khách qua nhà em thì nhìn con máy là thấy màn hình đẹp, em Huy báo đẹp nó sẽ là đẹp nhá. iPhone XS này, mẫu này thì nhà em sắp tới cũng về thêm vài cây nữa. Giá cả rất hợp lý rồi anh chị ạ. XS đang có mức giá rất tốt ở shop em, với mức giá 4.600.000 là anh chị đã sở hữu nó rồi nhá. Thì chắc là em cũng lên video rồi. XS bản quốc tế LLA nha, 2 SIM 2 sóng, khung viền đẹp, máy móc zin nhá. Ngoại hình khá là đẹp, pin zin 88%, giá là 4.600.000. S20 5G thì cũng đang có mức giá khá là tốt tại shop em, di động Minh Huy. Anh chị có thể lựa chọn cho em Huy là màu hồng này, màu trắng. Và ngoài ra anh chị cũng có thể lựa chọn cho em Huy là màu xanh nữa anh chị nhé. Ngoài ra em Huy còn có màu xanh nữa, cho quý anh chị lựa chọn thì anh chị lấy màu nào cũng được. Giá em Huy bán ấy thì những màu này đều như nhau anh chị nhé. S20 5G sẽ có là cấu hình RAM 12, bộ nhớ 128 với phiên bản Hàn và có một SIM. Bản Mỹ thì RAM 8, bộ nhớ 128, 2 SIM. Đây có một chiếc bản Mỹ thì màu hồng, lưng thì đẹp len keng nhé, không xước sát gì cả. RAM 8, bộ nhớ 128 này, khung viền cũng khá là đẹp nhé, phẩy nhẹ một xíu 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 thôi. Màn hình ấy thì đẹp, không ồ ám phân màu gì. Giá của phiên bản Mỹ này em để quý anh chị là 4.200.000 nhá. Giá cực kỳ êm ạ. Còn nếu mà anh chị thích bản Hàn ấy thì anh chị cũng có thể tham khảo con này. Giá là 4.600.000, giảm còn 4.500.000 thôi. Là cũng có một em màn hình 6:2, đẹp 2K, tần số quét 120Hz trơn tru rồi. Máy móc mượt mà, ngon lành, màn hình đẹp, không ồ ám phân màu gì cả. Camera cũng ở mức đẹp nhá. 4.500.000 đã có một em S20 5G, vẫn tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng, dán màn, xà cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W. Đến với những sản phẩm từ nhà Sony thì em đang có là Xperia X10, Mark 2, Mark 3 và Mark 4 với mức giá lần lượt là 2.200.000, 2.800.000 và 4.000.000. Xperia X10 thì sẽ có 3 đời như hình nhá và 3 năm sản xuất khác nhau.
220, 221 và 222. Thì anh chị thích con nào thì xào con đấy. Con này là con cao nhất này, con này là phiên bản 2022 rồi. Cấu hình sẽ có là RAM 6GB bộ nhớ 128, màn hình OLED 1 tỷ màu, kính cường lực là cường lực Victus, viên pin 5000. Thì anh chị muốn một con máy nhỏ gọn, leo cột điện suốt ngày này. Pin thì cũng trâu, 5000mAh. Có thể tham khảo con này nhá, pin trâu, anh chị leo cột điện cả ngày thoải mái, đi rừng cả ngày thoải mái nhá. Nói chung là dùng thoải mái luôn, nhỏ gọn, kháng nước kháng bụi cực kỳ chất nhá. Dòng này thì Sony không phải bàn về tính năng kháng nước kháng bụi. Giá em này có màu trắng và màu xanh là 4 triệu. Tiếp tục, nếu mà anh chị muốn mua một con máy dùng một sim thôi, con kia 2 sim thì thích dùng một sim thôi, thì có thể mua con này nhá. Màn hình cũng 1 tỷ màu này, OLED đẹp luôn. RAM là 6 bộ nhớ cũng 128GB. Con này thì chưa có 5G, con kia có rồi. Giá là 2 triệu 8 thôi nhá. Và viên pin là 4600 cũng khá là trâu bò ấy, có màu trắng và màu xanh như hình. Còn kinh tế mình ít hơn một chút nữa thì mua em con này nhá. Con này bây giờ bên shop em giá là 2 triệu 2 thôi, màu xanh min rất đẹp ạ. Và ngoại hình cũng đẹp nhá. Hai đồng hai đã có một em Sony Xperia X10 Mark 2 rồi. Rất nhiều sản phẩm bên shop em như là Pixel 6 Pro bên em cũng có nữa, giá con này khoảng 5 triệu rưỡi thôi. Và rất là nhiều sản phẩm khác. Anh chị đặt hàng hoặc tham khảo thêm sản phẩm khác thì vui lòng liên hệ trực tiếp 0933 600386. Em Huy cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video này và chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và cũng mong là chúng ta có cơ duyên để ủng hộ nhau, phục vụ nhau anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.